Hey, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em là một cái trạm kho. Như anh em thấy đây thì tôi đang dùng nó để gỡ ra một con chip ở trên một cái main máy tính. Việc này thì thực hiện rất là dễ dàng mà thôi. Và đây thì một cái con mà phải dùng nhiệt lớn và sâu, đó chính là một cái con phét dán ở trên cũng main máy tính luôn. Con này thì kho cũng hơi bị chua mới ra được. Đây tôi sẽ mở bên trong cho anh em xem. Một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh em cách làm cái mạch này. Thì rất là nhỏ gọn thôi. Ở đây có hai cái nút, một cái nút chỉnh nhiệt và một nút chỉnh gió. Thì bên ngoài có một cái công tắc để chúng ta có thể bật tắt. Và phía bên kia thì chúng ta dùng cái jack có thể tháo rời và cắm cái tay khò một cách rất là thoải mái. Cái tay khò ở đây thì tôi sử dụng một cái tay khò thông dụng thôi, tay khò này của Trung Quốc. Tay khò rẻ tiền mua ở bất cứ trang web nào cũng có. Thì anh em có thể mua nó về và sử dụng với cái mạch này. Mạch này có một cái hay mà tôi giới thiệu anh em. Đó chính là khi mà anh em đang khò mà sau khi chúng ta không khò nữa, chúng ta tắt công tắc đi và giảm nhiệt độ xuống thì gió nó vẫn quay và 5 đến 10 phút sau thì cái gió nó mới tắt hẳn đi. Lúc này tay khò nó nguội hẳn rồi. Thì tôi sử dụng cái phần mềm Eagle để thiết kế cái mạch này. Thì một lần nữa là tôi muốn nhắc lại là tôi có share tất cả ở trong phần mô tả rồi, thì anh em có thể tải về ở trong đó. Thì các linh kiện thì tôi cũng không cần nhắc ra đâu, vì tôi sẽ để link bên dưới cho anh em tham khảo. Và trên cái phần mạch in thì cũng đã có tên rồi. Mà như thường lệ thì cái tôi giới thiệu cho anh em một cái nơi mà anh em có thể dễ dàng tìm kiếm các linh kiện, bao gồm các cân tụ trở IC dán hay là các con sò móc phét, các IC chính hãng và các cái con IC fake và sò fake thì có thể dễ dàng mua tại đây. Đây là một trang LCSC, cái này thì nó tài trợ linh kiện cho tôi. Anh em có thể xem qua thông qua cái link tôi để bên dưới. Thì vật linh kiện thì rất là dễ dàng thôi, thanh toán bằng PayPal hoặc là thẻ Visa đều được. Cái phần mạch in thì các anh em thấy đây, ở mặt sau thì chỉ có một chỗ là ngay chỗ cái nguồn 220V. Thì tôi có rê chì để cho đạt dòng được tốt hơn. Thì các anh em lưu ý khi ủi thì chúng ta chỉ cần rê chỗ đó là được thôi, các chỗ khác chúng ta không cần rê thêm đâu. Đây là mạch mà sau khi đã hoàn thiện này, nó khá là nhỏ gọn, các anh em thấy đây, nằm trong lòng bàn tay à. Cái con BTA, tôi sử dụng con BTA 12, 14 đều được nha. Anh em dùng cái con triac loại nào mà nó có cái kích thước chân là TO 220 thì đây là một cái biến trở 10 kg và 100 kg dùng để chỉnh gió và chỉnh nhiệt. Thì ngoài ra thì tôi sử dụng một cái hộp điện, thì anh em có thể dùng bất cứ cái hộp nào. Tuy nhiên lưu ý một chút đó là có một khoảng không gian để chúng ta có thể bỏ được cái giắc kho cũng như là mạch điều khiển và một cái bộ nguồn 12V để cho 24V để giúp cho mạch này có thể chạy một cái trơn tru được. Ở đây thì tôi tận dụng những thứ có sẵn ở trong phòng làm việc của tôi thôi. Đó, có thể là nó không được đẹp anh em, tôi thấy rất nhiều anh em làm thông qua những cái miếng mica làm nên là rất là đẹp. Thì anh em có thể làm đó và chia sẻ lên group để chúng ta cùng học hỏi. Đây có một cái nguồn nhỏ này 24V 1A nè. Tôi sẽ đưa vạch mới luôn. Rồi, ở đây là mặt trời sau khi đó hoàn thiện, các anh em chú ý về cách đi dây, chúng ta đừng để chập và cẩn thận vì cái nguồn 220 đang sử dụng một cách trực tiếp để đốt nóng cái dây meso. Cho nên em cực kỳ phải chú ý, nếu như mà có bất cứ sơ sót gì thì nó có thể phóng ra ngay chỗ cái tay khò của anh em. Lúc đó chúng ta sẽ bị giật được điện. Điều đó thì tôi không muốn nó xảy ra chút nào. Thì qua clip này thì tôi đã chia sẻ cùng anh em làm cái trạm kho. Chúc tất cả anh em thành công. Mà nếu anh em là hứng thú thì có thể làm mạch này và chia sẻ qua nhóm Facebook để chúng ta cùng hỏi.
hãy like, share, comment, subscribe để ủng hộ kênh tụi tôi. Chào tạm biệt tất cả anh em.